Chào tất cả bạn, mình đang đi trưa bạn, đằng sau kia là cái công trường kia. Mình đang đi tìm ra đây là cái công viên luôn. Cái này là cái công viên luôn. Công viên này thì gần luôn ở cái công trường. Chỗ này rất là đẹp đây bạn. Nó có cái cây, nhìn rất là đẹp. Có ghế đá. Có cái ghế gỗ này. Ghế gỗ này là có cả bàn đó, mình sẽ quay đây. Đây này, có cả cái bàn nữa. Có bàn để ngồi ăn uống ngủ đây, nhưng mà cái này nó nắng quá. Mình sẽ phải vào một cái chỗ mà nó râm như tít ở trong kia. Bây giờ mình sẽ ăn cơm trong đó. Ăn cơm phải ăn no thì có thực mới vực đạo đó. Ăn no, no nói thì làm video nó mới có năng lượng được. Cơm mà nóng luôn, nóng hơn cả buổi sáng luôn mà. Mình để trong xe là nó hấp hơi rồi nó nóng luôn. Trong xe ô tô ấy, trong cái chỗ khoang lái ấy. Đấy. Nóng. Hôm nay thì có món là cá mà người ta ướp cái bột rồi ấy. Thế là mình về thì mình chỉ dán lên thôi. Đây một miếng cá như này. Một miếng cá đây. Rất là ngon. Bây giờ mình làm, bây giờ nói chung là cái nào tiện là nó dễ thì mình làm thôi. Để sáng là cũng rất là vội. Vội vàng cái gì ấy. Trong này là cá biển mà ăn rất là ngon. Ngồi xa quá, bây giờ sẽ ngồi sát vào đây. Đấy thì buổi trưa thì mình đó, bây giờ là buổi tối bạn. Buổi trưa mình làm cái đoạn đầu video đấy. Thì buổi trưa buổi sáng rất là bận rộn cơ. Buổi trưa buổi sáng rất bận rộn, mình sẽ để ra một chút này. Thì buổi tối này bây giờ về thì thời gian thoải mái hơn. Buổi sáng với buổi trưa ấy, thì làm bận kiểu như đi làm ấy, mình tranh thủ ăn vội vội vàng vàng, ăn uống nghỉ một chút là mình đi làm luôn vào công trường ấy. Còn buổi tối như bây giờ là hơn 9 giờ rồi, mình đang trên con đường đi về nhà đây, mình quay rất nhiều video đây rồi đấy. Thì bây giờ thời gian nó thoải mái hơn, rất là thoải mái hơn. Bây giờ hơn 9 giờ mình về, còn vệ sinh cá nhân nhiều việc khác của mình nữa, xong là mình nói chung là nên đêm nghỉ xong là tầm 4:30 sau mình lại đi. Nói chung là thời gian mình nó thoải mái hơn, mình tự sắp xếp được đó. Thế là mình sẽ làm tiếp cái đoạn cái video đó. Là thì là hôm nay thì cái chủ đề video mình sẽ nói về làm giàu, về cái cách làm giàu, cách kiếm tiền, cách nói chung là làm kinh tế đấy. Đấy, thực ra thì mình nói trước là mình không phải là người giàu đấy, thì chúng ta hôm nay thì nói về bàn về cái chuyện đó một chút. Đấy, chuyện vui xong mình sẽ về luôn. Đấy, thế là mình ngày nào mình làm video, bởi vì nói chung là gần như thành thói quen rồi đấy. Đấy là về cái cách làm giàu. Thực ra thì cái công việc chính của mình đó là đào xúc đất bạn, đào xúc đất và vận hành máy móc xây dựng ở trên cái công trường Nhật Bản là xây nhà đó. Thì là mình quay rất nhiều video ở đó rồi. Thì là cái vấn đề làm giàu này thì ngày xưa mình nhớ là khoảng từ nửa tháng trước mình có làm một cái video là đi Nhật có giàu hay không, có giàu có hay không, thì mình làm rồi. Thì mình sẽ để đường link bên dưới, bạn nào chưa xem thì bạn có thể xem lại đó. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái chuyện là cách làm giàu, đó là cách làm giàu. Thì thực ra làm giàu không hề dễ dàng. Đấy, nếu mà giàu dễ dàng thì ai cũng làm được rồi, đúng không? Thì mình có một câu chuyện là rất là hay, và ngày xưa mình nghe được ấy, cách khoảng 5-7 năm về trước rồi. Thì mình nhớ cốt truyện, bây giờ mình sẽ kể lại cho bạn nghe. Nên có thể bạn nghe rồi nhưng mình vẫn kể vì câu chuyện là nó hay và mình nhớ, nói chung nhiều năm mà mình vẫn nhớ được cái cốt truyện nó nôm na như vậy. Đấy, mình kể chuyện thì không hay lắm, thì mình cứ kể theo cái cảm xúc của mình thôi. Đó thì là ngày xưa ấy, thì là có một người sư phụ và 3 người đệ tử đấy. Thì cả 4 thầy trò này dẫn nhau lên núi, và người sư phụ này ấy, thì mới truyền tất cả các võ công cho 3 người đệ tử kia, truyền võ công, truyền tất cả hiểu biết những cái gì, cái thông thái, tất cả mọi thứ trên đời mà biết hết, truyền hết cho 3 vị đệ tử ấy. Thì đến một ngày nhiều năm sau ấy, thì đến một ngày thì sư phụ tóc bạc phơ hết, và mọi người cả đệ tử cũng tóc bạc dần đấy. Thì thế là người sư phụ này mới gọi 3 người đệ tử lại, bảo là: "Này các con, bây giờ ta đã chuyển hết tất cả bí kíp võ công, tất cả những cái gì thông thái, tất cả gì hiểu biết được cho các con rồi. Bây giờ con biết hết rồi, bây giờ con phải xuống núi để mà kiểu như là để giúp ích cho xã hội, cho mọi người ấy." Đó, thì là kiểu như vận dụng những cái kiến thức, những cái gì đã làm được để tạo được giá trị cho xã hội đó. Đấy, thì trước khi mà xuống núi thì các con hãy ra ngoài cửa kia và mang một cái cục đá vào đây. Đó, thì ta sẽ cho con một
món quà. Thì cái vị đại tử thứ nhất để ra ngay ngoài cửa nhặt luôn hòn đá, một cầm cục đá và cho sư phụ. Thì sư phụ hơ tay một phát đấy, hơ tay cứ là biến cái cục đá đó thành vàng luôn đó. Cái vị đại tử này là nói chung là cũng rất là vui vì tự dưng nghĩ cục đá biến thành vàng đó. Nhưng mà anh ta cũng rất là buồn bởi vì là tại sao nghĩ là tại sao mình không mang hòn đá to hơn để mang để được cái cục vàng to hơn ấy để xuống núi. Nhưng mà anh ta xuống núi và đến cái vị đại tử thứ hai ấy, thì là anh ta rút kinh nghiệm của cái người thứ nhất và anh ta chạy sâu vào tít vào sâu ở trong cái rừng sâu ấy, và anh ta ôm một cục đá to lên và bạn ôm một cục đá to về để mà lăn và đến cái cửa nhà. Và sư phụ thì cũng vơ tay một cái thì cái cục đá đấy cũng biến luôn thành vàng luôn đó. Thì là anh này rất là vui mừng với cái cục vàng to như vậy và cũng xuống núi. Và tiếp đến một cái vị đệ tử thứ ba thì anh này cũng rút kinh nghiệm của hai người đệ tử thứ nhất đó. Anh này chạy sâu vào trong rừng sâu tít vào trong rừng sâu đó. Sâu vào đến cuối ngày về nhà đó, bạn biết đi chuyện gì xảy ra không đó. Thì là vị đệ tử này thì không cầm cái gì cả, tay trắng này. Thì sư phụ mới hỏi là thế tại sao con lại không mang đá vào đây để mà ta kiểu như là biến vàng thành vàng như hai người trước ấy. Đấy. Thì đệ tử này mới nói trả lời là bây giờ con thì không cần nữa, con không cần vàng cái đó, mà con cần cái cách mà cái sư phụ mà biến hóa để cách để tạo ra cái vàng đó. Đấy. Đấy là cái cốt truyện, là cái câu chuyện này là kiểu như là cái người đệ tử này là muốn được cái là muốn cái cách để tạo ra vàng chứ không phải muốn vàng đó. Đấy cũng như là cái chuyện làm giàu mà kiểu như là mình cái cách để mà làm ra tiền ấy, nó quan trọng hơn là một cái số tiền đó. Ví dụ như là nếu như mình nhìn thấy kiểu như là đi Nhật mà nó giống kiểu như là cái chuyện làm giàu mà mình đi Nhật vài năm kiếm được vài trăm triệu ấy đó. Nhưng mà chúng ta không biết làm mà chỉ thường thường là chỉ tầm đôi ba năm gần như hết, lại đâu lại vào đấy, lại bình thường hết, lại cuộc sống bình thường, và chúng ta không có cái cách nào, đúng không? Không có cách khác. Còn kiểu như là đi làm công ăn lương này ấy, đi làm nó rất là vất vả, kiểu như bán sức lao động này đâu thì cũng vậy thôi, nhưng mà không mà tư duy không khác đi thì nói chung là đâu cũng vẫn vậy. Đấy. Thì là cái câu chuyện này rất là hay và rất là ý nghĩa. Đó. Và cái cách làm giàu, vì là thực ra thì cái này nó là muôn thuở mà nó rất là khó. Kể câu chuyện đó thì câu chuyện này vui, mình nghĩ lại nói chung là rất là hay. Đấy. Mình kể lại. Còn thì mình nói chung là mình vẫn đi làm này. Làm giàu. Bạn quần áo bạn hết. Hôm nay nói chung là vất vả, mùa hè vất vả mệt hơn. Đấy. Đôi khi thì với người Nhật ấy, mình cái cách làm việc, cái cách học hỏi ấy, mình nghĩ là như này, nó mình học được kiểu như là mình cái cách làm người ta, mình có học được rất nhiều điều và cũng có nhiều điều mà mình không nên học theo. Đó. Có rất nhiều điều không phải là người ta, là mình nghĩ là theo mình thấy là ở công ty mình ấy, mình thấy là mình học được khoảng 50% thôi, còn nghĩ là 50% mình sẽ làm ngược lại. Có rất nhiều cái, ví dụ như là cái thời gian làm việc người ta ấy bạn. Đấy, thời gian làm việc, ví dụ ngày hôm nay thì có thể là về được sớm hơn rất là nhiều, nhưng mà nói chung là giờ này mới về. Bạn biết giờ này là hơn 9 giờ rồi, một lát đã đi luôn. Để kể lại vì là cái này nó nói chung là nó rất là khó. Nó khó bởi vì là nó không có một cái gì nó chung chung và nếu mà dễ thì ai cũng làm được, đúng không? Thì là bởi vì là mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi người một cái thế mạnh, mỗi người một cái điểm yếu khác nhau thì nó khác nhau. Đấy, thì mỗi người nói chung là do mỗi người áp dụng được nó như thế nào thôi. Đấy, thì mình sẽ kết thúc video, mình nói chuyện vui chút thôi, phải làm giàu ạ. À. Làm giàu. mình sẽ về đâu, mình về ăn cơm mà ngủ. Đâu, còn nhiều việc á, còn rất nhiều việc nữa. Thì mình sẽ nghỉ và mai mình sẽ đi làm tiếp. Đây, bạn nay thì nói chung là vất vả, dạo này vất vả mùa hè thì công việc thì nói chung là mùa hè, mùa đông thì nó một cái công trường như vậy. Nhưng mà đôi khi mùa hè thì cái thời tiết ấy, cái thời tiết mà nắng nóng nói chung bây giờ tầm 25-30 độ mình đã thấy nó nóng rồi. Mà đến thời mùa hè tầm 40-50 độ, 45 độ. Đó, rất là mệt. Thì mình sẽ tranh thủ làm video ngắn. Thì cảm ơn bạn xem. Thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở video tới. Chào tất cả bạn.